Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Đây là con Canon 2009 của bên mình. Hiện tại bây giờ thì máy đang gặp một cái lỗi, đó là bản in ra nó bị đen các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn xem. Rồi, mình in cái trang test bay. Máy chạy thì ngon lắm, êm, con rất là tốt, nhưng chỉ có một điều, bản in ra nó bị đen thui các bạn. Đó, bản in ra đen thui nguyên tờ giấy, nhưng mà nó có chữ các bạn nhé, các bạn ý này, Windows này, Print Test Page này, các bạn thấy chưa? Nó có cái chữ đây này, mờ mờ này. Đó, và cả cái nền trang giấy là in ra đen thui luôn. Cái lỗi này là rất là phổ biến ở trên dòng Canon 2009 và dòng HP 1020 rồi HP 1010. Rất là phổ biến và gặp thường xuyên nha các bạn nhé. Mình sửa chữa gặp những lỗi này rất là nhiều. Ở đây thì đây là lỗi của máy. Thì bây giờ để biết lỗi này là do đâu thì mình video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để khi các bạn gặp cái lỗi như vậy thì các bạn biết đường các bạn kiểm tra những bộ phận nào. Đầu tiên phải kiểm tra những bộ phận nào để loại trừ và mình biết cách mình sửa chữa các bạn nhé. Rồi, các bạn xem video á, thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Máy in Vũ Gia. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Khi các bạn gặp cái trường hợp như cái bản in vừa rồi á, có nghĩa là in ra thì nó có chữ mờ mờ nhưng mà nó đen nguyên tờ giấy, thì đầu tiên các bạn phải kiểm tra cái gì? Thực ra nếu đối với một người kỹ thuật có nghĩa là một người kỹ thuật cứng một xíu á, thì các bạn nhìn bản in là các bạn có thể xác định được vấn đề rồi. Nhưng với một người dùng bình thường hoặc là mấy bạn mới vào nghề thì các bạn có thể thực hiện công tác kiểm tra từng công đoạn một để loại trừ thôi các bạn nhé. Đầu tiên là các bạn phải để ý cho mình cái vấn đề là hộp mực. Đấy, kiểm tra hộp mực các bạn này. Các bạn để ý, các bạn mở hộp mực ra, mở nắp che hộp mực ra, các bạn thấy, nhìn xem cái room nó có sạch sẽ hay không. Rồi, đôi khi có nhiều hộp mực các bạn để lâu ngày quá nó bị bể nó, thì nó bị đổ mực ra, thì nó cũng gây ra vấn đề in nó đen. Nhưng mà cái vấn đề mà hộp mực bị bể in nó đen thì nó lại cái triệu chứng nó lại khác. Đó. Nhưng đầu mình cứ chỉ các bạn để các bạn không biết cái gì cả, các bạn cũng có thể kiểm tra được. Đầu tiên các bạn kiểm tra hộp mực cho mình. Cái nếu các bạn thấy hộp mực đẹp, các bạn xoay cái room, thấy cái room quay tốt, không có bị nem mực ra ngoài. Rồi, mà các bạn ngó bên trong này. Cái bộ phận quan trọng để gây ra cái đen, nó là cái trục sạc đấy các bạn này. Trong cái hộp mực nó có cái trục sạc đây này. Đó, cái trục sạc nó tròn tròn, nó to bằng ngón tay các bạn này. Nó màu đen đen đây này. Đó, cái trục sạc này có tác dụng để nó khử cái ấy cho cái room. Nếu cái trục sạc này không có thì nó cũng gây ra lỗi các bạn nhé. Vì đôi khi những hộp mực các bạn không biết hộp mực các bạn có sạch hay không á, nhiều bạn vớt được hộp mực đại cắn đại vô á, đôi khi không có cái trục sạc thì nó cũng gây ra lỗi đen, nhưng mà triệu chứng nó cũng sẽ khác. Rồi, và tiếp theo nữa, các cái bộ phận tiếp mát, các bạn ý này, ở trên này có ba cái bộ phận tiếp mát này, cái tiếp mát ở bên này, cái giữa tròn tròn đây là tiếp mát cho cái room, tiếp mát ở dưới này, đó là tiếp mát cho trục từ, và cái tiếp mát trên này là tiếp mát cho trục sạc. Nếu như tiếp mát này nó không có, hoặc là nó bị trong kiểu nó bị han rỉ á, nó không tiếp mát được với cái bộ phận trên máy này á, thì nó cũng gây ra cái vấn đề là mất mát cho trục sạc và nó cũng gây ra đen các bạn nhé. Thì đây, đấy là mình chỉ cho các bạn nguyên tắc để các bạn kiểm tra thôi. Chứ còn hộp mực của mình đây là ok. Nói thẳng các bạn, hộp mực này ok, không vấn đề gì cả. Còn nếu các bạn có hộp mực khác thì các bạn gắn hộp mực khác vô để các bạn thử, để các bạn loại trừ nguyên nhân. Các bạn có hiểu ý mình không? Nếu các bạn in ra bị lỗi như vậy thì các bạn kiếm một cái hộp mực khác cũng sử dụng hộp mực 12A thôi. Các bạn gắn vô các bạn thử xem nó có bị hay không. Nếu như các bạn thấy hộp mực khác đang in ok, các bạn gắn vô mà vẫn bị thì chứng tỏ là các bạn loại trừ vấn đề hộp mực ra. Cái nào lỗi này không liên quan đến hộp mực. Rồi, hộp mực tạm thời mình sẽ loại trừ là ok. Tiếp theo là kiểm tra tới máy. Kiểm tra tới máy thì đầu tiên mình phải kiểm tra cái gì? Cái mà các bạn có thể kiểm tra đó là cái gì? Đó là cái bộ phận tiếp mát ở trên máy. Các bạn nên rút điện ra nhé. Mình rút điện ra. Rồi, các bạn kiểm tra cái phần tiếp mát trên máy thì đây, như trên hộp mực thì mình nói rồi, nó có 3 phần tiếp mát. Thứ nhất là cái room này, cái phần này phần cái room này, cái dưới này là cái phần tiếp mát cho cái trục từ này, đó. Rồi trên này là tiếp mát cho cái trục sạc các bạn ạ. Đó, thì các bạn để ý coi xem các cái điểm tiếp mát này có cái điểm nào nó bị tụt vào trong không, hoặc nó bị han gì hay không. Nếu nó bị han gì hoặc nó tụt vào trong, nó không tiếp mát được thì nó cũng gây ra cái lỗi in ra bản in bị đen các bạn nhé. Thì đây là cái phần mà các bạn cần quan tâm. Nó không điểm tiếp mát cho trục từ, cho trục sạc đó. Đó, để ý cái con cảm biến này, cái con tiếp mát này xem nó còn tốt hay không. Các bạn ấn vô ấn ra nó còn đàn hồi hay không. Đó. Nếu nó còn đàn hồi như vậy, nó không reset, nó còn sạch sẽ như vậy thì là ok. Các bạn có thể loại trừ là cái phần tiếp mát này còn tốt. Thì như mình đây là cái phần tiếp mát còn rất là tốt các bạn nhé, không có vấn đề gì hết. Rồi, vậy là vấn đề giờ do đâu? Thì vấn đề còn lại bây giờ khả năng cao nhất là do cái bo nguồn gây ra. Bên hông này là cái bo nguồn các bạn này. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách để tháo ra, kiểm tra cái bo nguồn thay hay là sửa. Ví dụ các bạn có hai phương án. Đối với một khi cái bong nguồn nó bị cái lỗi này thì các bạn có hai phương án để các bạn sửa chữa. Một là các bạn mua bong nguồn khác rồi các bạn thay, hai là các bạn có thể sửa cái bong nguồn. Thì video hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tháo bong nguồn nó kiểm tra. Vì còn phải kiểm tra công đoạn trên bong nguồn nữa, đôi khi á, cái điểm tiếp mát trên cái bong nguồn nó bị lỗi thì sao, nó bị han gì thì sao. Và nên mình sẽ phải chỉ các bạn cách tháo bong nguồn nó kiểm tra. Rồi kiểm tra xong nó có ok không thì lúc đó mình mới tính cái phương án thay hoặc là sửa các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ gắn điện thoại lên và mình chỉ các bạn cách tháo máy ra. Mình có nhiều video hướng dẫn thao tác cái dòng này rồi, như bạn nào chưa biết thì có thể coi mình sẽ làm nhanh cái vấn đề thao tác. Nói chung các bạn muốn sửa hay muốn thay thì bắt buộc các bạn phải tháo máy ra. Vậy nên công đoạn này không thể nào mà bỏ qua được. Rồi bây giờ mình sẽ mở hai cái ốc hai bên này. Cái nối in đen này và in trắng ấy, in ra bản in bị đen và bản in bị trắng không có chữ ấy. Ở trên dòng Canon 2009, Canon 3000, HP 1020 và HP 3000 là bị thường xuyên các bạn nhé, chứ không phải bị ít đâu. Mình sửa chữa thường xuyên những nỗi này. Hôm nay rảnh gặp cái con máy này thì nó của bên mình, lính nó dọn nó chuyển lên đây, mình kiểm tra để in ra nó không có chữ. Trước đó thì lính nó kêu rằng ấy, ở dưới này trước kho thì em in vẫn bình thường anh. Rồi thôi, nhưng khi có nhiều cái lỗi nó sơ suất, nó xui xẻo các bạn. Đồ điện tử mà không nói trước được đâu. Đôi khi hôm trước còn chạy ok nhưng hôm sau không chạy là chuyện bình thường. Thì mình phải chấp nhận vấn đề đó thôi. Giống như kiểu có nhiều cái máy bán cho khách. Nhiều khách bán cả chạy cả 10 năm không sao, nhưng có nhiều khách thì bán đôi khi về nhà vài ba hôm thì nó lại bị lỗi này lúc kia. Thì chút chuyện nó lỗi không thành vấn đề. Mình phải trách nhiệm sửa chữa bảo hành thôi. Cái chuyện nói chuyện nhỏ các bạn ạ. Chứ còn không thể nào mà nói một câu rằng máy của tôi bán ra là không bao giờ hư. Cái chuyện nó không có đâu các bạn. Đồ điện tử mình không nói trước được đâu. Nó vẫn có vấn đề xui xẻo xảy ra chứ. Hàng mới hãng bán ra còn bảo hành đầy kìa. Nó là hàng cũ các bạn. Nhưng mà thôi, đó là chia sẻ một chút xíu cho nó vui thôi. Chứ còn không quan trọng cái đó lắm các bạn. Hư thì sửa thôi. Mình sẽ mở hết cái tắt máy này ra để mình tháo cái bong quần cho nó dễ các bạn nhé. Thì cái vỏ của Canon 2009 ấy, nó vậy thôi chứ nó cũng rất là, các bạn mà để không tương tác bình thường nó cũng dễ bể lắm. Cho nên mình sẽ tháo luôn ra để cho khỏi bị bể vỏ các bạn. Và mình tương tác cái bong quần cho nó dễ. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhiệm vụ của mình, đây là cái bong nguồn của máy các bạn này. Nhiệm vụ của mình bây giờ mình sẽ tháo cái bong nguồn này ra. Đầu tiên là mình sẽ tháo mấy cái dây cáp này ra. Cái dây cáp này khi các bạn tháo các bạn cầm cho chắc chắn cái tay, các bạn rút thẳng ra nhé để cho khỏi hỏng cái đầu cáp này. Cái đầu cáp này có nhiều bạn không biết tháo là hay làm hỏng cái đầu cáp này lắm. Nó bị chóc cái đầu cáp đấy các bạn. Đến lúc các bạn không có kinh nghiệm các bạn cắn vô mà không tốt đó là nó chạm chập, nó gây ra hư bo. Rồi nó hư tùm lum hết đấy các bạn. Đôi khi đang lợn lành còn què các bạn. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Rồi. Các bạn tháo cho mình mấy cái dây cáp này ra. Công đoạn này thì mình sẽ làm nhanh, mình cũng không nói chi tiết. Thì ra nó không có gì đơn giản thôi các bạn. Các bạn cứ từ từ các bạn làm cũng được thôi. Cái này bỏ qua bên đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay thấp cái camera xuống một xíu để mình chỉ các bạn chi tiết hơn về cái vấn đề bong nguồn này các bạn nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ tháo cái bong nguồn này ra. Các bạn mở tất cả những con ốc liên quan đó. Bạn nào chưa biết thì có thể theo mình, những cái vị trí mình mở ốc thì các bạn mở. Trên bo này cũng có mấy con ốc này các bạn này. Trên bo này nó có 4 con ốc, phía sau này có 2 con, trên bo này có 4 con. Các bạn mở hết ra để nhấc cái bong nguồn ra ngoài. Thực ra đối với cái lỗi cái bản in ra, thực ra kỹ thuật các bạn cứ cứng một xíu là các bạn nhìn bản in các bạn biết là do bong nguồn hay là do hộp mực hay do cái gì hết. Với một cái bản in, xin lỗi để mình chia sẻ thêm một xíu nhé. Với một cái bản in nó in ra mà nó đen nhưng mà nó mịn toàn bộ trang giấy như đây, nó in ra nhưng mà nó đen nó mịn toàn bộ trang giấy, nó phủ kín toàn bộ trang giấy như vậy mà nó không có vết gợn nào nó không có biết chóc mực thì cái này là do bo gây ra. Còn nếu do hộp mực các bạn mà bị xấu á, cái gì á, thì nó điều tiết mực không có đều á, thì nó lại gây ra cái nỗi nè mực kiểu khác. Có thể nó cợm mực lên, nó đổ mực ra máy rồi nó chỗ đầy chỗ có chỗ không. Còn nếu hộp mực các bạn mà không có chụp từ á, thì nó in là đen thui luôn chứ không có chữ mờ mờ như vậy các bạn nhé. Nó có chữ mờ mờ như vậy đó là thực ra trục sạc trên hộp mực là có thì nó mới có chữ mờ vậy, chứ còn nếu trục trên hộp mực các bạn mà không có trục sạc luôn, hoặc là tiếp mát của trục sạc nó bị hoen rỉ hoặc là nọ đó, nó không thể tiếp mát được ấy, thì nó cũng đen thui luôn chứ không có chuyện mà có chữ mờ đâu các bạn nhé. Đó, còn có chữ mờ như vậy mà bản in mịn đều như này, đen đều mịn đều này ấy, thì nguyên nhân chính là do bo đấy các bạn. Đó, đó là kinh nghiệm thôi. Rồi, phạt cái lẫy này xuống để nhấc cái bo ra. Đây, đây là cái bo nguồn các bạn này. Đó, đây. Bo nguồn này thì nhìn chung là còn zin. Còn zin chưa qua sửa chữa gì hết. Ở đây mình giới thiệu với các bạn luôn. Trên cái bo nguồn này thì nó có hai cuộn dây đồng đấy các bạn. Cuộn dây đồng dưới này, cuộn dây đồng trên này thì tương ứng với gì? Đây. Cuộn dây đồng dưới là tương ứng với điểm tiếp mát này, và cuộn dây đồng trên là tương ứng điểm tiếp mát này. Cái điểm tiếp mát này là cái điểm tiếp mát cho cái trục từ cho trục cứng là trục từ các bạn. Đó. Nếu như cái cuộn dây đồng này nó bị nổi này thì là nó liên quan đến vấn đề tiếp mát này. Cuộn dây đồng này mà bị nổi thì nó in ra cái nỗi là có thể bản in có các bạn bị mờ hoặc là không có chữ luôn. Đó, còn cái cuộn dây đồng này nó bị nổi thì nó gây ra cái nỗi mà bản in ra bị đen đấy các bạn. Nhưng mà nó tùy theo cấp độ đen các bạn nhé. Nếu nó bị nỗi nhẹ thì cái bản đen nó ít, còn nếu nó bị nỗi nặng thì cái bản in ra đen nhiều hơn. Và thậm chí nếu nó bị nỗi nặng luôn ấy, chết luôn hẳn ấy, thì bản in ra đen thui luôn đấy các bạn, không có chữ gì hết luôn ấy. Đó. Đây là cái con này, là con cuộn dây đồng mà liên quan đến cái vấn đề cấp nguồn cho tiếp mát cho trục sạc, liên quan đến vấn đề in đen. Đó. Liên quan cái này các bạn. Bây giờ các bạn có hai phương án. Thực ra kiểm tra cái gì? Mình kêu nãy mình có nói rồi, tháo ra để kiểm tra xem tiếp mát, chân tiếp mát thế nào. Thì đó các bạn này, cái chân tiếp mát cho trục từ và cho trục sạc thì các bạn thấy không, nó sạch sẽ chứ đâu có dơ bẩn gì đâu. Thực ra lính của mình nó vệ sinh rồi, nó đã vệ sinh sạch sẽ cái chân tiếp mát rồi các bạn này. Đó, rất là sạch rồi các bạn thấy chưa? Rất là sạch sẽ và ấy rồi. Và đây các bạn ngó luôn cho mình cái tiếp mát ở trên cái bo trên cái máy sườn máy các bạn này. Cái tiếp mát dưới này là cho trục sạc, còn trên trên nữa các bạn. Tiếp mát dưới này là cho trục từ, tiếp mát trên này là cho trục sạc, thì tất cả các chân sạch sẽ như vậy là ok rồi. Vậy là cái phần tiếp mát ok các bạn nhé, không liên quan gì cả. Rồi, vấn đề của nó bây giờ mình khả nghi cao nhất là cái con cuộn dây đồng này, cái cục dây đồng này là bị lỗi rồi. Bây giờ các bạn có hai phương án để các bạn giải quyết cái vấn đề này. Một, các bạn không rành thì các bạn mua cho mình cái bo nguồn khác. Cái này trên mạng người ta bán rất là nhiều, các bạn đặt về các bạn thay vào cái máy cho mình. Thao tác lắp đặt thay thì các bạn xem mình tháo các bạn biết rồi. Đó, các bạn thay cái bo cho mình là ok. Hai, các bạn có đồ nghề các bạn chơi thì các bạn sẽ sửa thay cho mình cái con biến thế này, cái con cuộn dây đồng này. Cái con này là các bạn lấy ở đâu ra? Thì các bạn cũng lấy ở những cái bo nguồn mà bị hư khác thôi. Ví dụ như cái bo nguồn mà không lên nguồn này nọ các bạn bỏ đi đó. Và tất cả những cái máy mà nào mà sử dụng hộp mực 12A thì cái con này các bạn có thể dùng chung được luôn. Đó, con này và con này. Tất cả những cái máy mà máy in nào mà sử dụng hộp mực 12A các bạn nhé. Xin lỗi, mình không biết mình nó có chuẩn hay không, hay là có những cái máy hộp mực 12A nào mà mình không rành nữa thì mình chưa gặp hết, mình không biết. Nhưng mà hầu hết các máy sử dụng hộp mực 12A là cái con này các bạn có thể dùng chung được luôn. Ví dụ như cái dòng đời cũ đi, Canon HP 3050 rồi HP 3015, những dòng đời cũ đa năng đấy các bạn. Đó, rồi HP 1010 và nhiều lắm. Canon 2009 cũng vậy này, rồi Canon 4320, 4350 nữa đó. Thì những con này đều xài chung hết các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thay con này. Đầu tiên thì đây, mình cũng đã chuẩn bị một cái con khác để thay thế rồi các bạn. Con này cũng thực ra không phải của 2009 đâu. Con này mình tháo từ cái bo của con HP 1010, cái bo hư của HP 1010 để mình giữ lại những cái bo hư nữa các bạn. Mình lấy tha. Thực tế mình cũng chưa biết cái con này nó có chạy hay không đâu, nhưng mình sẽ thay thử. Vì đôi khi có nhiều cái con đấy mình tháo ra mình thay những con mình mà mình tháo nó cũng bị hư luôn. Vậy nên xin lỗi các bạn, có nhiều lúc mình tháo cả vài ba con mới được một con đấy các bạn. Thì thôi mình sẽ thay thử các bạn nhé, hên xui. Nếu không được thì mình sẽ thay con khác. Rồi bây giờ mình sẽ thay cái này thì bắt buộc các bạn phải biết một chút về kỹ thuật hàn. Các bạn có mỏ hàn thì đã chẳng có gì khó đâu các bạn. Các bạn có mỏ hàn, các bạn có cái hút chì là các bạn có thể làm được rồi, chứ chẳng có gì phức tạp đâu. Các các bạn vào nghề thì các bạn cũng phải lên sắm sửa những cái đầu nghề cần thiết như cái những mỏ hàn rồi này nọ. Đó, mình chấm phụ cái chì một cái để cho nó chảy cái chì zin của nó đi, chứ chì zin đôi khi các bạn đưa mỏ hàn vào nó không có được chảy, nó ngon không chảy ra tốt ấy, thì đó, mình đưa thêm chì vào thôi. Quá trình này thì mình cũng chẳng cần chì các bạn đâu, mình sẽ làm nhanh thôi để mình thay thử thôi. Thì những cái vấn đề liên quan đến hàng xì này ấy, bạn nào biết thì làm, còn không biết thì tốt nhất là mua bo về thay, chứ không ai chỉ các bạn cái vấn đề hàng xì này được. Đó, mình sẽ nhấc con này ra để qua bên, mình thay con khác vô. Các bạn yên tâm đi, các bạn sẽ không gắn lộn được đâu, vì các cái chân của nó đây nó có theo kiểu là nó ấy rồi, các chân của nó không đều chân đâu, nên là nó có thứ tự nó gắn này. Các bạn có muốn gắn lộn thì mình nghĩ cũng không gắn lộn được đâu, các bạn phải đặt đúng thứ tự đúng chiều của nó mới vào được, chứ lộn không vào được. Mình chấm một tí chì vào đây để cho giữ một chân, thì mình thả tay ra nó không bị rớt xuống, chứ không thả tay nó rớt xuống. Có nhiều lúc mình tháo ra mình thay, vì thực ra cái bo nó, cái bo mình khi mình tháo cái bo, tháo cái con này ở cái bo kia, bo hư ấy, thì mình cũng chẳng thể biết được cái nó chạy hay nó chết, sống hay chết. Còn tất nhiên đấy là mình nói theo quan điểm bình thường thôi, chứ còn tất nhiên các bạn có đồng hồ, các bạn đo, các bạn biết hiểu thì các bạn đo được. Nhưng mà đó, cái đó là đối với một số các bạn chuyên kỹ thuật, chuyên điện tử thì người ta sẽ đo, người ta biết được sống hay chết. Còn đối với các bạn thì các bạn cứ thay thử, nếu như mà không được thì các bạn thay con khác, thế thôi, đơn giản. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vào máy thử xem được không các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình gáp vào này. Các bạn xem video thì ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và thả cho mình quả tim trong phần bình luận các bạn nhé, để tăng cái độ tương tác cho video ấy mà. Các bạn có bất kỳ câu hỏi gì các bạn cứ để trong phần bình luận, mình sẽ xem và trả lời các bạn. Cái gì mà trong khả năng của mình thì hỗ trợ được mình sẽ hỗ trợ các bạn nhé, chứ không phải là mình cũng chẳng giỏi gì đâu các bạn. Có những cái mình biết, có những cái mình không biết, nhưng mà những cái gì mình biết thì mình sẽ trả lời, còn những cái gì mình không biết thì mình sẽ nói là mình không biết các bạn nhé. Các bạn thông cảm giùm mình, chứ các bạn đừng có trách mình cái gì. Có nhiều lúc hỏi anh nhưng mà anh không có muốn trả lời, anh kêu không biết hoài. Mình nói thật, không phải cái gì mình cũng biết được các bạn ạ. Kỹ thuật này nó là vô biên lắm, trình độ của mình cũng chỉ có hữu hạn thôi. Các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mà mình chia sẻ thường xuyên với các bạn trên kênh YouTube Máy In Vũ Gia. Rồi mình đã gắn, các bạn nhớ gắn đầy đủ dây, dây đầy đủ cho nó nhé, đừng có thiếu. Mấy cái dây này gắn cũng cẩn thận vào, nhiều lúc các bạn gắn yếu tay, hoặc các bạn gắn không bước tới, hoặc là các bạn làm cong vẫy chân đó, rồi nó cũng gây ra lỗi các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho hộp mực vào và mình in thử. Đây, hộp mực của nó đây các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ gắn vào máy nhé. Đó, mình quay cái camera cao lên một xíu. Gắn nguồn này, gắn cáp USB này, mình không đậy nắp vô á, nói chung là mình không có đậy nắp vào á, thì bắt buộc bây giờ là mình phải dùng tay để mình đóng cái con đóng mở cửa này, và mình phải che cái hộp quang này lại, chứ không là in ra nó sẽ bị đen, hoặc là nó không có chữ đấy các bạn. Cái này mình sẽ không dắt vào cái con chỗ đóng hộp quang các bạn nhé, vì cái dòng này là dòng máy đời cao sau này, nó chỗ này là cái đóng năm hộp quang nó không có, cho nên mình sẽ không phải đóng cái chỗ hộp quang này. Rồi bây giờ mình sẽ in thử các bạn. Tay này mình giữ cái con khởi động này, đóng mở nắp này, rồi máy đang khởi động. Bây giờ mình sẽ ấn vào nút in test này, rồi máy bắt đầu in các bạn. Ok luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không, bản in ra có chữ đẹp luôn này. Cái vết đen này là cái do cái cây rum của mình nó chảy các bạn nhé. Mình đang dùng cái hộp mực cũ để mình test máy thôi, chứ mình không phải dùng hộp mực mới các bạn ạ. Chứ còn bán máy cho khách thì mình phải thay hộp mực khác. Còn đây hộp mực này hộp mực để test máy thôi. Đó, những cái vết hàn này là vết hàn do cây rum gây ra, thì các bạn bỏ qua cái vấn đề đó nhé. Các bạn nhìn đây này, đó bản in ra giờ nó trắng này, chữ đen nền trắng rất là đẹp các bạn này. Bỏ qua cái gạch này cho mình đi. Đó, rất là ok, quá đẹp luôn các bạn thấy chưa, quá đẹp luôn, in rất là ngon đẹp luôn. Vậy là nguyên nhân là do cái con cuộn dây đồng này gây ra, nó bị lỗi các bạn. Đó, thực ra thì nó cũng hên xui thôi các bạn. Có nhiều lúc thì đúng như mình nói, em ở dưới kho em test ok thì mình cũng ghi nhận chính xác, có khả năng là bạn test ok thôi, nhưng mà có thể chuyển đến đây rồi để mình để vài ngày gì đó thì đôi khi nó xui xẻo nó lỗi thì thôi, cái chuyện đó là bình thường các bạn ạ. Còn tại sao nó lỗi thì mình cái này thì mình cũng không giải thích được, nhưng có điều là mình gặp hoài rồi, gặp ba cái lỗi này, chuyện này là chuyện bình thường rồi. Đó, bây giờ mình sẽ ráp lại đầy đủ cái máy các bạn nhé, để cho bạn nào kiểu như là bạn ấy mới gì đó thì bạn sẽ biết cách bạn làm đầy đủ trọn vẹn cái video luôn. Vậy là mình may mắn các bạn, mình may mắn là mình chọn đúng cái bo mà cái con nó còn sống. Vậy là mình hên đấy các bạn, chứ không mất công rồi quay kéo dài thời gian. Rồi bây giờ mình sẽ ráp lại. Tất cả những cái video của mình ấy, thông thường mình sẽ ưu tiên về cái vấn đề sửa chữa là chính các bạn nhé. Mình hạn chế vấn đề thay thế. Các bạn chờ xíu nhé, mình có điện thoại cái. Rồi, cài hai cái tay này vào. Thì thực ra thì mình muốn ráp trọn vẹn cái vỏ cái gì, có nhiều bạn ấy mới vào nghề đôi khi là bạn không có rành cái vấn đề tháo ráp đấy các bạn. Đôi khi tháo là một chuyện thôi, chứ ráp là một chuyện. Bắt đầu vào, mình sẽ làm nhanh thôi, làm xong rồi mình sẽ in thử lần nữa coi, chứ biết chừng làm xong ráp vào chán chơi in xong lại bị các bạn. Đấy là nói cho nó vui thôi các bạn, dễ gì mà xui cỡ đó. Đó, rồi ok, bắt hai quả đốc hai bên này vào. Rồi bây giờ xong mình sẽ in thử lại các bạn nhé, để cho nó chắc chắn là nó đã được. Rồi, đầu tiên là gắn cáp nguồn này. Đấy này. Hộp mực thì bỏ rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ in thử này. Rồi, máy đang chạy. Đó, ok rồi các bạn. Bản in ra chữ nghĩa đen nền trắng như vậy là ok rồi. Còn cái gạch ngang này bỏ qua đi, cái do cái room của mình nó bị chảy. Mình phải nói rõ để các bạn hiểu, chứ không có công các bạn lại kêu là sửa chưa được. Đó, ok rồi các bạn nhé. Vậy là nguyên nhân của cái lỗi mà in ra bản in bị đen như vậy. Nguyên nhân mà cái lỗi bản in ra nó bị Canon 2009 bản in ra nó bị đen như vậy là do cái bo nguồn nó bị lỗi, và cụ thể hơn nữa là cái con cuộn dây đồng mà cấp điện cho cái trục sạc trên hộp mực bị lỗi. Và mình đã thay cái cuộn dây đồng khác thì máy chạy ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nãy giờ. Các bạn thấy video hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh. Hơn nữa các bạn thả cho mình quả tim trong phần bình luận. Và có bất kỳ câu hỏi gì các bạn cứ để lại trong phần bình luận, mình sẽ xem và trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công.